Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tin rúng động Trung Quốc chiều hôm qua, bất ngờ hải quân của Nga phóng tên lửa bắn chìm 3 tàu Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi hôm qua vào lúc 16 giờ Việt Nam, trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ dữ dội giữa hải quân của Nga và hải quân phía Trung Quốc. Theo ghi nhận ban đầu cho biết, cuộc đụng độ trên đã làm ít nhất 3 tàu của phía Trung Quốc bị đánh chìm xuống đáy Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi mà Bắc Kinh cho một đội tàu thuyền mang theo vũ khí hạng nặng tấn công một con tàu chở dầu thuộc tập đoàn Rosneft của Nga khi một tàu này đang di chuyển qua eo biển Malacca gần với cả đất nước Indonesia. Theo tờ báo Moscow, trích dẫn lời một vị chỉ huy thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, đô đốc Hakov cho biết vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm kia, khi chúng tôi đang cho hải quân tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa, bắn phá các mục tiêu chống khủng bố và cướp biển, thì nhận được một tin báo khẩn cấp từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết tại vùng Biển Đông, nơi tiếp giáp giữa Indonesia và Singapore, một tàu chở dầu cỡ lớn thuộc tập đoàn khai thác dầu khí của Nga có tên là Rosneft đang bị một nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc bao vây, hòng đe dọa bắt nạt, không cho tàu hàng của phía chúng tôi di chuyển qua eo biển Malacca. Thông tin ban đầu cho biết, một nhóm tàu phía Trung Quốc gồm một tàu mang phù hiệu cảnh sát biển Bắc Kinh, một tàu sân bay có tên là Sơn Đông, 4 tàu do thám, 2 tàu chiến mang theo máy bay J-15 và tên lửa đã lao ra ngăn chặn, đòi khám xét và bắt con tàu chở hàng của phía chúng tôi dừng lại. Trên loa phóng thanh, phía tàu của Trung Quốc còn phát đi thông báo nếu tàu chở dầu của chúng tôi không cho dừng lại để khám xét, kiểm tra thì hải quân của Bắc Kinh sẽ cho phun vòi rồng, thậm chí có thể đánh sập hoặc đốt cháy. Và khi nhận được tin cấp báo đó, hạm đội Biển Đen đã ngay lập tức điều gấp 2 tàu ngầm Kilo đang tuần tra ở ngoài Biển Đông, 4 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường, vô số máy bay trinh sát và ném bom di chuyển gấp tới vị trí nơi được cho là đang xảy ra cuộc đối đầu nảy lửa. Vị chỉ huy hạm đội đen của Nga còn nói tiếp, chúng tôi chưa kịp di chuyển vào phía bên trong eo biển của Malacca thì đã bị một nhóm tàu do thám của phía Trung Quốc mai phục ở vòng ngoài, bí mật cho bắn đạn thật tấn công lực lượng hải quân của chúng tôi, và ngay sau đó hai bên đã xảy ra cuộc đối đầu hết sức căng thẳng với một đội hình lớn mạnh và được trang bị vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất trên thế giới. Hạm đội Biển Đen của chúng tôi đã quyết định cho tàu ngầm phóng 3 quả ngư lôi, đồng thời cho tàu chiến phóng 6 quả tên lửa. Cùng lúc đó là máy bay của chúng tôi đã cho dội bom và chỉ mất chưa đầy 10 phút, 3 tàu của phía Trung Quốc đã bị bốc cháy dữ dội và chìm xuống đáy của Biển Đông khi mà liên tục trúng tên lửa ngư lôi của Hải quân. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sau khi phát hiện nhóm tàu do thám phục kích ở vòng ngoài bị bắn cháy, phía Trung Quốc đã vội vã cho toàn bộ tàu thuyền ở vòng trong rút quân tẩu thoát về một căn cứ quân sự trên hòn đảo nhân tạo mà phía Bắc Kinh đang cho xây dựng trái phép gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các nhà quan sát cho biết tiếp, hạm đội Biển Đen của Nga đúng là quá uy lực và mạnh mẽ khi chỉ mất một thời gian rất ngắn đã đánh cho nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc tan tành. Thưa quý vị, được biết tàu chở dầu cỡ lớn trên Biển Đông của tập đoàn Rosneft của Nga không chỉ nổi tiếng ở Moscow mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới khi tập đoàn Rosneft này liên tục xếp top 1 về sản lượng khai thác dầu khí. Theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết, hiện tại tập đoàn Rosneft của Nga đang hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn quốc gia dầu khí của Việt Nam tại vùng biển của Việt Nam, và việc hạm đội Biển Đen Moscow bắn cháy 3 tàu của phía Trung Quốc cũng được coi là đang bảo vệ Việt Nam. Tờ báo của Jakarta còn cho biết thêm, hiện tại thì Tổng thống Widodo của Indonesia cũng đang muốn mời chính quyền Tổng thống ông Putin và tập đoàn Rosneft này sang hợp tác khai thác dầu khí với cả Indonesia tại vùng biển Natuna, nơi được cho là thường xuyên xảy ra các cuộc đấu súng giữa hải quân Indonesia và phía Trung Quốc. Bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình đang nhòm ngó và muốn sở hữu xâm chiếm vùng biển Natuna này về tay cho Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, đang có trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới tại vùng biển này. Các nước như Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Brunei được cho là đang có những mỏ khí có trữ lượng hàng tỷ mét khối, và đó chính là những miếng mồi ngon mà phía Trung Quốc đang thèm muốn, đang muốn sở hữu và muốn chiếm đóng. Đó là những lý do mà trong thời gian dài vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình liên tục điều tàu khu trục, điều tàu chiến mang theo vũ khí hạng nặng tiến ra ngoài Biển Đông để xâm chiếm các nước trong khu vực Đông Nam Á, hòng chiếm lĩnh các mỏ dầu khí nói trên.
Các nhà nghiên cứu về Biển Đông khuyên các nước phải hết sức cảnh giác với phía Bắc Kinh, cũng như phải kết hợp chặt chẽ với nhau để đẩy lùi những cái mối nguy hiểm, những cái âm mưu thôn tính Biển Đông từ phía chính quyền ông Tập Cận Bình. Các nước trong khu vực cũng kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Nga, hãy ra tay trừng trị thói hung hăng ngang tàn bành trướng của phía Trung Quốc để trả lại êm đềm cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có rất nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bị mất lòng tin đối với các nước trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Ý kiến cho rằng Trung Quốc đã mất hết lòng tin khi những vụ lùm xùm của dự án vành đai và con đường bị đổ bể, tiếp đến là hàng loạt các dự án lớn như cầu, cống, điện, đường, trường, trạm, nhất là dự án dầu khí Bắc Kinh cũng luôn có những nhà thầu yếu kém, đội vốn và không hoàn thành tiến độ như những lời hứa của các nhà thầu Trung Quốc khi mà dự thầu. Đó là những nguyên nhân vì sao mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã mất đi lòng tin, không được các nước trong khu vực tin tưởng. Ngoài ra, Bắc Kinh luôn muốn thôn tính khi cho hải quân của nước mình sử dụng vũ lực để ép các nước trong khu vực phải nghe theo phía Trung Quốc. Điều đó đã làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình mất đi rất nhiều cơ hội hợp tác khai thác dầu khí làm ăn với các nước xung quanh mình. Và bây giờ thì hầu như các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Rosneft của Nga, tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia đã và đang hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam, Indonesia và một số nước trong khu vực ngoại trừ Philippines. Điều đó đã làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình không hài lòng và luôn tỏ ra ghen tị. Chính vì lẽ đó mà Bắc Kinh đã bí mật sử dụng tàu thuyền liên tục tiến ra ngoài Biển Đông để quấy nhiễu, quấy phá, ngăn cản các tàu chở dầu. Các tập đoàn dầu khí của phương Tây hợp tác làm ăn với cả khối ASEAN. Theo các nhà phân tích cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá sai lầm khi đi gây hấn, gây gổ với cả Mỹ, Nga và một số nước được cho là không những lớn mạnh về kinh tế, mà cả quân sự họ cũng đang đứng top đầu của thế giới. Chính vì lẽ đó mà hôm qua, Bắc Kinh đã phải trả một cái giá được cho là rất đắt khi mà hạm đội Biển Đen của Nga bắn cháy 3 tàu do thám để ra mặt chính quyền của Bắc Kinh, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, ngay sau khi bắn cháy 3 tàu do thám ở ngoài Biển Đông, một số quan chức trong chính phủ Trung Quốc đang tỏ ra hết sức tức giận và họ nói rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch để trả đũa Nga. Tuy nhiên, Moscow vừa cho biết các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, tên lửa của hạm đội đen của Nga luôn sẵn sàng chiến đấu. Hải quân của Moscow đã được đặt trong trạng thái báo động nếu như phía Trung Quốc phản đòn. Và tất cả các thông tin liên quan tới bệnh dịch, liên quan tới tình hình Biển Đông và chiến sự của các nước trên thế giới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.